Xin chào tất cả các em. Video học hôm nay cô và các em chúng ta sẽ cùng đi vào bài tiếp theo ở trong quyển vở bài tập toán lớp 3 bộ sách Cánh Diều. Đó là bài 45 là bài luyện tập trung. Bây giờ cô và các em cùng đi vào bài tập số 1. Yêu cầu các bạn tính giá trị của các biểu thước sau. Ở đây chúng ta có 3 biểu thước đúng không nào? Biểu thước thứ nhất, ở biểu thước A có 3 ý là ABC. Trong mỗi ý ABC này thì người ta lại chia thành 2 ý nhỏ. Như vậy chúng ta có tất cả đây là 6 biểu thước. Ý A, 948 trừ đi 429 cộng với 479. Ở cái biểu thước A này thì chúng ta thấy xuất hiện phép trừ và phép cộng. Trong một biểu thước mà xuất hiện phép trừ và phép cộng thì các em sẽ thực hiện các phép toán theo thứ tự từ trái sang phải. Phép tính nào đứng trước thì các bạn thực hiện trước. Như vậy ở đây phép trừ đứng trước thì các em sẽ thực hiện phép trừ trước. Ta có 948, các em trừ đi 429. 8 không trừ được cho 9, các em mượn 1 phía trước, lấy 18, các em trừ đi 9. 18 trừ đi 9 bằng 9. Mượn 1, các em nhớ trả 1 sang. 2 này nhớ 1 nữa bằng 3. 4 trừ đi 3 thì bằng 1. 9 trừ đi 4 bằng 5. Như vậy, cái phép trừ đầu tiên của chúng ta ở đây bằng 519. Vậy phép trừ này bằng 519 này. Các em lấy kết quả của phép trừ là 519, các em cộng với 479. Như vậy đến đây các bạn lấy 519, các bạn cộng với 479 cho cô. Ta có 9 cộng 9 bằng 18, viết 8 nhớ 1. 7 cộng 1 bằng 8, nhớ 1 nữa bằng 9. Và 5 cộng 4 bằng 9. Như vậy kết quả của biểu thức này, kết quả cuối cùng bằng 998. Sang biểu thức thứ hai. Biểu thức thứ hai là chúng ta có ở đây xuất hiện phép chia và phép nhân. 424 chia 2 nhân với 3. Thì trong một biểu thức mà có phép chia và phép nhân thì các bạn cũng thực hiện các phép toán theo thứ tự từ trái sang phải. Phép tính nào đứng trước thì các bạn thực hiện trước, phép tính nào đứng sau các bạn thực hiện sau. Như vậy các em lấy 424 chia 2. Ta có 4 chia 2 bằng 2. 2 chia 2 bằng 1. 4 chia 2 bằng 2. Như vậy phép chia này bằng 212. Các em lấy 212, các em nhân 3. Ta có 3 nhân 2 bằng 6, viết 6. 3 nhân 1 bằng 3, viết 3. Và 3 nhân 2 bằng 6, viết 6. Các bạn có thể đặt phép toán theo hàng dọc ở ngoài giấy nháp để chúng ta làm cũng được. Vậy cái ý thứ hai của câu A, kết quả của biểu thức của chúng ta ở đây sẽ bằng 636. Sang ý B là 750 trừ đi 101 nhân 6. Vậy đối với biểu thức này thì em thấy xuất hiện phép trừ và phép nhân. Trong một biểu thức có chứa phép trừ và phép nhân thì các em sẽ ưu tiên thực hiện phép nhân trước, phép trừ sau. Vậy phép trừ chưa thực hiện thì các em giữ nguyên là 750. Các bạn giữ nguyên cho cô. Trừ đi, chúng ta lấy 101 nhân với 6 thì bằng 606. Vậy đến đây các bạn lấy 750, các em trừ đi 606 xem thử kết quả bằng bao nhiêu. Đúng không nào? 0 không trừ được cho 6, các em mượn 1 phía trước, lấy 10 trừ 6 bằng 4. Mượn 1 nhớ trả 1 sang đây. 5 trừ đi 1 thì bằng 4. 7 trừ đi 6 bằng 1. Kết quả của ta bằng 144. Tiếp tục sang ý thứ hai của câu B là ta có 100 chia cho 2 chia 5. Thì có hai phép chia, các bạn thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải. Phép chia nào đứng trước thì các em thực hiện trước cho cô. Như vậy chúng ta sẽ lấy 100 kem chia cho 2 thì bằng 50. Sau đó lấy 50 kem chia cho 5. 50 chia 5 thì bằng 10. Như vậy là ý thứ hai của câu B, kết quả của biểu thức chúng ta ở đây bằng 10. Tiếp tục cô chuyển sang câu C. Ý C chúng ta cũng có, trong câu C này chúng ta có hai ý nhỏ, hai biểu thức. Biểu thức thứ nhất là 998 trừ đi mở ngoặc 302 cộng với 685. Vậy
Ở đây các em thấy có phép trừ và phép cộng. Tuy nhiên lại xuất hiện ngoặc. Khi mà nó xuất hiện ngoặc thì các em sẽ ưu tiên là các em sẽ thực hiện trong ngoặc trước cho cô. Như vậy các bạn sẽ lấy 302 các em cộng với 685 xem kết quả bằng bao nhiêu đã. Đúng không? Ta có 2 cộng với 5 thì bằng 7, viết 7. 0 cộng 8 bằng 8, viết 8. Và 3 cộng 6 bằng 9. Như vậy kết quả của cái trong cái ngoặc này thì bằng 987. Như vậy ở đây chúng ta có 998 này. Chúng ta chưa thực hiện nên em giữ nguyên. Các em tính trong ngoặc bằng 987. Như vậy chúng ta lấy 998 trừ đi 987 xem thử kết quả bằng bao nhiêu. Ta có 8 trừ đi 7 thì bằng 1. Các em viết 1. 9 trừ đi 8 cũng bằng 1, viết 1. Còn 9 trừ đi 9 bằng 0 thì chữ số 0 đứng đầu, các em không cần phải ghi. Vậy kết quả của biểu thức này sẽ bằng là 11. Sang biểu thức tiếp theo là 421 trừ đi 19 nhân với 2. Tuy nhiên là chúng ta có 421 trừ đi 19 thì ở trong ngoặc. Vậy ở trong ngoặc thì các em phải ưu tiên thực hiện là ngoặc trước, đúng không nào? Đấy, ngoặc trước rồi đến các cái phép tính nhân chia và cuối cùng thì mới đến các phép toán cộng trừ. Như vậy là ta có 421 trừ đi 19 thì sẽ bằng là 402. Cái này bằng 402, các em thực hiện bằng ngoặc trước này. 402 các em nhân 2 lên thì kết quả của ta là bằng 804. Như vậy là cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 1. Những bạn nào chưa xong bài tập số 1, các em dừng một chút để tiếp tục làm xong bài tập số 1. Bây giờ cô và các em chuyển sang bài tập tiếp theo. Chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 2 như sau. Ta có bài tập số 2A. Yêu cầu các bạn là tính giá trị của các biểu thức sau. Biểu thức thứ nhất là ta có 300 cộng với 70 cộng với 500. Thì ở đây có ngoặc thì các em thực hiện trong ngoặc trước cho cô. Như vậy thì các bạn sẽ lấy là 300 cộng với 70 bằng 370. 370 cộng tiếp với 500. Như vậy chúng ta có là 300 cộng 70 này thì bằng 370. 370 cộng với 500 thì kết quả của ta bằng là 870. Sang ý thứ hai vẫn ở trong câu A là chúng ta có 300 cộng với 70 cộng với 500 trong ngoặc. Thì các em nhớ cho cô là chúng ta có ngoặc thì các em thực hiện trong ngoặc trước. Thực hiện trong ngoặc trước như vậy 300 cộng này chúng ta giữ nguyên đã. Chưa thực hiện thì các bạn giữ nguyên. 70 cộng với 500 thì bằng 570. Như vậy các em đến đây thì các em sẽ lấy là 300 các em cộng với 570 thì kết quả cũng bằng là 870. Như vậy ở đây chúng ta thấy là trong cùng một cái cột này thì kết quả giống nhau đều bằng 870. Tiếp tục chúng ta xét đến cái cột phía bên này. Cột phía bên này chúng ta có cái phép toán là 178 cộng với 214 cộng với 86. Thì chúng ta có ngoặc thì em thực hiện trong ngoặc trước. Các em lấy 178 cộng với 214. Cô nhẩm theo hàng ngang luôn nhé. Cô có 8 cộng 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 7 cộng 1 bằng 8, nhớ 1 nữa bằng 9. Và 1 cộng 2 bằng 3. Như vậy chúng ta có 392. Như vậy tính được cái biểu thức trong ngoặc này bằng 392. 392 các em cộng tiếp với 86. Cô nhẩm luôn. Cô có 2 cộng 6 bằng 8, viết 8. 9 cộng 8 bằng 17, viết 7 nhớ 1. 3 nhớ 1 nữa bằng 4. Như vậy kết quả bằng 478. Tiếp theo, 178 cộng với mở ngoặc 214 cộng 86 thì ở đây có hai phép cộng. Lẽ ra là chúng ta thực hiện từ trái sang phải. Tuy nhiên là ở đây là cái phép cộng thứ hai này nằm trong ngoặc. Thì các em sẽ thực hiện trong ngoặc trước cho cô. Vậy cái phép toán đầu tiên là 178 các bạn giữ nguyên đã. Các em lấy 214 cộng với 86. Ta có 4 cộng với 6 bằng 10 viết 0 nhớ 1. 1 cộng 8 bằng 9 nhớ 1 bằng 10 viết 0 nhớ 1. 2 nhớ 1 nữa bằng 3. Như vậy
bằng 178 cộng với 300. 178 cộng 300 thì bằng 478. Như thế là bây giờ chúng ta sẽ nhận xét có một số các cái nhận xét như sau. Nhận xét về giá trị của các biểu thức trong từng cột ở câu A. Từng cột ở câu A, đây là một cột, bên này là một cột, bên này là một cột. Trong từng cột thì ở đây cùng một cột thì kết quả nó bằng nhau, đều là bằng 870. Bên này cùng một cột bên này thì đều bằng kết quả là 478. Như vậy, giá trị của các biểu thức trong từng cột ở câu A là bằng nhau. Giá trị của các biểu thức trong từng cột ở câu A là bằng nhau. Trong từng cột ở câu A bằng nhau. Câu C yêu cầu các bạn lấy ví dụ, lấy cho cô một ví dụ tương tự các biểu thức ở câu A. Như vậy chúng ta lấy ví dụ tương tự như sau. Cô ví dụ cô lấy 100, cô cộng với mở ngoặc 20. Đây, 100 cộng với 20 rồi cô cộng tiếp với 200 đi cho dễ, đúng không nào? Thì ở đây rõ ràng là các bạn thấy là chúng ta có phép cộng, hai phép cộng. Nhưng mà cái phép cộng đầu tiên ở trong ngoặc thì các em thực hiện trong ngoặc trước. Ta có 100 cộng với 20 thì bằng 120. Sau đó các em lấy 120 các em cộng tiếp với 200. 120 cộng với 200 thì kết quả của ta bằng là 320. Chúng ta có thể là ngoặc hai số sau với nhau. Đây là chúng ta cho ngoặc vào hai cái số hạng thứ nhất và thứ hai cho vào ngoặc. Thì bây giờ cô lấy số hạng thứ hai và thứ ba cô cho vào ngoặc nhá. Như vậy ở đây cô sẽ lấy này 100 cộng với ngoặc. Bây giờ cô đổi chỗ vị trí của ngoặc đấy. Được chưa? Thì cái số 100 này chúng ta ưu tiên là các em sẽ thực hiện trong ngoặc trước. Như vậy 100 cộng với các bạn giữ nguyên, 200 cộng với 20 thì bằng 220. Vậy 100 cộng với 220 thì kết quả chúng ta sẽ bằng là 320. Như vậy là chúng ta cũng khi mà chúng ta cho ngoặc vào ở đây chúng ta có một tổng. Tổng này gồm 3 số hạng thì chúng ta cho ngoặc vào hai số hạng thứ nhất và thứ hai, hoặc là chúng ta để ngoặc vào vị trí cái số hạng thứ hai và thứ ba thì kết quả nó đều bằng nhau cả, đều bằng 320. Những bạn nào mà chưa xong bài tập số 2, các bạn có thể dùng một chút để các em làm cho xong bài tập số 2. Bây giờ cô và các em chuyển sang bài tập tiếp theo. Cô chuyển sang bài tập số 3 như sau. Cô có bài tập 3. Bài tập 3 là tính giá trị của các biểu thức sau. Ở đây thì chúng ta cũng chia thành các cột, đúng không nào? Bên này là một cột và bên này một cột. Thì ở cái cột đầu tiên ấy thì chúng ta có là hai cái phép nhân và người ta đã đặt dấu ngoặc vào thừa số thứ nhất, thừa số thứ hai. Thì các em thực hiện trong ngoặc trước, ta có 2 nhân 6 bằng 12. Sau đó các bạn lấy 12 nhân với 4. 12 nhân 4 thì kết quả của ta bằng 48. Phía bên dưới thì chúng ta có biểu thức thứ hai là 2 nhân với mở ngoặc 6 nhân 4, đóng ngoặc.
thì các em cũng thực hiện đong ngoặc trước. 2 nhân với này, ta có 6 nhân 4 thì bằng 24. Vậy 2 nhân với 24 thì bằng 48. Như vậy ở đây chúng ta thấy là trong cùng một cột kết quả nó bằng nhau, đều bằng 48 cả. Bên này thì chúng ta có 5 nhân với 8 nhân 5 nhân 2. Thì các em cũng thực hiện trong ngoặc trước, ta có 8 nhân 5 bằng 40. Sau đó các em lấy 40 nhân với 2 thì bằng 80. Được không? Rồi phía bên dưới này ta có 8 nhân với mở ngoặc 5 nhân 2, đóng ngoặc. Thì có ngoặc thì các em thực hiện trong ngoặc trước, cái phía bên ngoài các em chưa thực hiện thì các em giữ nguyên. 5 nhân 2 bằng 10. Vậy ta có 8 nhân 10 bằng 80. Như thế là các em nhận xét này, giá trị của các biểu thức trong từng cột ở câu A, trong cùng một cột thì kết quả giá trị của biểu thức bằng nhau, cùng bằng 48. Cột bên này kết quả cùng bằng nhau, cùng bằng 80. Như vậy chúng ta sẽ nhận xét như sau, giá trị của các biểu thức trong từng cột ở câu A là bằng nhau. Giá trị của các biểu thức trong từng cột ở câu A bằng nhau. Đấy, cột bên này là cùng bằng 48, cột bên này cùng bằng 80. Câu C yêu cầu các bạn lấy ví dụ tương tự của biểu thức ở câu A. Thì cái này các em có rất là nhiều các ví dụ đúng không nào? Cô lấy ví dụ như sau. Cô lấy là 5, cô nhân với 2, rồi cô nhân với 4 đi. 5 nhân 2 nhân 4. Thế ở đây là có 5 nhân với 2 nhân với 4. Thì các em sẽ để ngoặc vào hai thừa số thứ nhất và thứ hai cho cô. Như vậy khi mà chúng ta có ngoặc như thế này thì các em thực hiện trong ngoặc trước. Ta có 5 nhân 2 bằng 10. Sau đó lấy 10 nhân 4 thì bằng 40. Được không? Rồi vẫn là 5 nhân 2 nhân 4. Tương tự mà. Thì bây giờ các em sẽ cho ngoặc vào vị trí hai cái số sau này. Đấy. Đầu tiên là các em sẽ cho ngoặc vào hai thừa số, một thừa số thứ nhất và thừa số thứ hai. Còn cái ví dụ sau thì các bạn vẫn là cái biểu thức đấy, nhưng em sẽ cho ngoặc vào thứ hai thừa số ở phía sau cho cô. Và chúng ta luôn thực hiện trong ngoặc trước. Như vậy 5 nhân với lại 8, 5 nhân 8 thì cũng bằng là 40. Đấy, chúng ta thực hiện trong ngoặc trước, sau đó lấy 5 nhân kết quả trong ngoặc thì bằng 5 nhân 8 bằng 40. Xong được bài tập số 3. Những bạn nào chưa xong, các em hãy dừng lại để tiếp tục làm cho xong. Bây giờ cô và các bạn chuyển sang bài tập tiếp theo. Cô chuyển sang bài tập số 4 như sau. Bài tập số 4. Trong bình xăng của một ô tô đang có 40 lít xăng, đi từ nhà đến bãi biển, ô tô cần dùng hết là 15 lít xăng. Đi từ bãi biển về quê, ô tô cần dùng hết 5 lít xăng. Trả lời câu hỏi, các cái câu hỏi sau. Ô tô đi từ nhà đến bãi biển, rồi từ bãi biển về quê dùng hết bao nhiêu lít xăng? Như vậy, chúng ta sẽ từ này, từ nhà đến bãi biển này, rồi lại từ bãi biển về quê thì dùng hết bao nhiêu lít xăng? Thì chúng ta sẽ lấy là số lít xăng đi từ nhà đến bãi biển đúng không? Là lấy 15, kem cộng với số lít xăng đi từ bãi biển về quê là cộng thêm 5 nữa. Như vậy chúng ta sẽ lấy 15 cộng với 5 tức là bằng 20 lít. Ô tô đi từ nhà đến bãi biển, rồi từ bãi biển về quê hết số lít xăng là. Ô tô đi từ nhà đến bãi biển, rồi từ bãi biển về quê, rồi từ bãi biển về quê hết
số lít xăng. Các bạn sẽ làm cho cô cái phép toán ở đây là chúng ta sẽ lấy là 15 kem cộng thêm 5, tức là sẽ đi hết là 20 lít xăng, cần dùng đến 20 lít xăng. Tiếp theo, nếu đi theo lộ trình trên thì khi về đến quê, bình xăng của ô tô còn lại bao nhiêu lít xăng? Vậy các em nhìn xem thử, bình xăng ban đầu là có 40 lít mà đã dùng đi 20 lít rồi. Như vậy là bình xăng còn lại số lít xăng sẽ là lấy 40, các em trừ đi 20. 40 trừ đi 20 thì còn lại là 20 lít, đúng không? Như vậy, về đến quê, bình xăng của ô tô còn lại số lít xăng là, hoặc là ô tô còn lại số lít xăng là khi về đến quê ô tô còn lại số lít xăng là khi về đến quê ô tô còn lại số lít xăng là các em sẽ lấy tổng số lít xăng ban đầu là 40 lít. Các em trừ đi số lít xăng mà ô tô đã đi, đã dùng là 20 lít. Như vậy là còn lại là 20 lít xăng. Xong được bài tập số 4. Những ai chưa xong bài tập số 4 thì các em hãy dừng lại để tiếp tục làm cho xong. Bây giờ cô và các bạn chuyển sang bài tập tiếp theo. Cô chuyển sang bài tập số 5 như sau. Bài tập số 5 yêu cầu các bạn khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Nhung hái được 60 quả dâu tây, Xuân hái được 36 quả dâu tây. Hai bạn xếp đều tất cả số quả dâu tây vào 3 hộp. Như vậy, số dâu tây trong mỗi hộp là... Như vậy thì số dâu tây trong mỗi hộp thì các em phải lấy số quả dâu tây của hai bạn hái được. Tức là lấy 60 cộng với 36 trong ngoặc. Cho vào ngoặc. Cái này thể hiện cho là tổng số quả dâu tây của hai bạn hái được. Sau đó thì chúng ta lấy tổng số quả dâu tây này chúng ta chia cho 3. Đấy, như vậy các em sẽ lấy là 60 cộng với 36 trong ngoặc này để thể hiện cho số quả dâu tây hai bạn đã hái, chia cho 3. Như vậy đáp án đúng của chúng ta ở đây sẽ là đáp án A. Vậy các em sẽ khoanh vào đáp án A cho cô. Còn câu B này là gì? Viết như thế này tức là chúng ta chỉ chia 3 số quả dâu tây của bạn Xuân hái thôi. Đấy, còn số dâu tây của bạn bạn Nhung hái thì chúng ta không chia, như vậy là sai. Ở đây người ta bảo là xếp tất cả quả dâu tây đó vào 3 hộp cơ mà, đúng không nào? Như vậy là số quả dâu tây của cả hai bạn này phải chia vào 3 hộp, chứ không phải là mỗi viết biểu thức B như thế này đấy, tức là chỉ chia số quả dâu tây của bạn Xuân thôi. Còn bạn Nhung là không chia, như vậy là sai. Vậy thì bài 5 ý A là ý đúng nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang ý B nhỏ. Vậy bài 5 các bạn khoanh của cái bài 5A thì các em sẽ chọn cho cô đáp án đúng chính là đáp án A. Bây giờ cô chuyển sang đáp án B. Ý B. Người ta xếp 800 hộp sữa thành các dây, mỗi dây là 4 hộp. Sau đó xếp các dây sữa vào thùng, mỗi thùng 5 dây sữa. Hỏi người ta xếp được bao nhiêu thùng sữa? Như vậy nha. Đây này, 80 hộp mà chúng ta sẽ xếp thành dây thì mỗi hộp có 4 dây. Như vậy các em sẽ lấy, xin lỗi các bạn, 800 hộp. Như vậy các em sẽ trước tiên là các bạn sẽ lấy 800, các em chia cho 4 để xem thử có bao nhiêu dây, đúng không nào? Đây,
Các bạn lấy 800 này. 800 hộp, mỗi dây có 4 hộp, như vậy lấy 800 chia cho 4 để ra được số dây. Đấy, như vậy là sẽ có 200 dây. Mà bây giờ người ta lại xếp vào thùng, mỗi thùng là có 5 dây. Như vậy chúng ta có tổng số dây là chừng này. Đấy, sẽ là 200 dây đấy. 200 dây này mà bây giờ mỗi thùng lại có 5 dây, như vậy kem tiếp tục chia cho 5. Vậy chúng ta sẽ lấy 200 chia cho 5 thì sẽ bằng 40 thùng sữa. Trước tiên là kem ở đây là người ta sẽ viết dưới dạng là biểu thức này có hai phép toán. Tuy nhiên nếu tách ra thì các em sẽ tìm cho cô là số dây sữa có là. Vậy số dây sữa có là thì các em sẽ lấy 800, các em chia cho 4 bởi vì là cứ 4 hộp sữa là 1 dây. Như vậy 800 chia 4 thì sẽ bằng 200. Như vậy là ta được 200 dây sữa. Mà cứ một thùng là 5 dây. Như vậy là 200 kem chia cho số dây trong một thùng, tức là chia 5. 200 chia cho 5 thì sẽ ra là bằng 40 thùng sữa. Vậy người ta xếp được số thùng sữa hoặc là số thùng sữa xếp được là số thùng sữa xếp được là kem sẽ lấy 800 hộp. Kem chia cho mỗi dây là 4 hộp này. Thì chúng ta được 200 dây này. 200 dây mà chia cho mỗi thùng là 5 dây nữa. Vậy ở đây là chúng ta có hai phép chia. Hai phép chia thì kem thực hiện từ trái sang phải. 200 chia cho 5 thì bằng 40. Như vậy là chúng ta sẽ xếp được là 40 thùng sữa. Đáp số là 40 thùng sữa. Tiếp tục chuyển sang bài tập số 6. Cái bài này nó khá là dài, 6 bài nhưng rất là dài. Những ai mà chưa xong bài tập số 5 thì các em hãy dừng lại để làm cho xong nhé. Bây giờ cô và các bạn chuyển sang bài tập số 6 như sau. Theo em bạn nào tính đúng này, tại sao cùng tính giá trị của một biểu thức các bạn lại có kết quả khác nhau? Như vậy ở đây chúng ta có bạn An này. 20 trừ đi 8 chia 4 nhân 2. Đây các bạn, tại sao lại các bạn lại ra kết quả khác nhau đúng không? Và chúng ta sẽ thực hiện phép toán nhân từ ai đúng ai sai nhé. 20 này, trừ đi này, 8, chia 4 nhân 2 này. Thì ở đây rõ ràng là các em thấy là chúng ta có phép trừ, phép nhân chia. Vậy thì cái phép trừ này chúng ta sẽ thực hiện sau. Phép trừ sẽ thực hiện sau. Chúng ta sẽ xét đến cái phần phép nhân chia. Trong phép nhân chia thì các em sẽ thực hiện không phải là nhân trước chia sau, mà phép toán nào đứng trước các em thực hiện trước, phép toán nào đứng sau các bạn thực hiện sau. Như vậy các em sẽ lấy 8 chia cho 4 thì bằng 2. Sau đó lấy 2 nhân với 2. Đấy, phép toán nào đứng trước thực hiện trước, chứ không có là cái thứ tự là nhân trước chia sau nhá. Vậy đến đây rồi thì chúng ta có phép trừ và phép nhân. Phép trừ và phép nhân thì các em sẽ thực hiện nhân trước trừ sau. Vậy các bạn lấy 20 trừ đi 4. 20 trừ đi 4 thì kết quả chúng ta sẽ bằng 16. Như vậy bạn nào ra kết quả bằng 16 thì bạn đó là đúng. Đấy. Và thứ tự cái cách làm thì cô vừa dẫn các bạn đây. Đấy. Như vậy chúng ta được kết quả đây là trả lời là bạn Nam này đúng này. Như vậy bạn Nam đúng. Và chúng ta sẽ là tại sao mà các bạn lại thực hiện ra kết quả khác nhau? Bởi vì là ở đây là các bạn này đã thực hiện cái thứ tự thực hiện phép tính của các bạn này khác nhau đấy. Các bạn này thực hiện theo thứ tự khác nhau thì nó sẽ ra kết quả là khác nhau. Vậy ở đây chúng ta sẽ trả lời như sau. Bạn Nam làm đúng. Các bạn ra kết quả khác nhau bởi vì là các bạn đã thực hiện thứ tự thực hiện các phép tính là khác nhau. Chính vì là không thực hiện đúng thứ tự phép tính, các bạn lại đi làm phép trừ trước. Đấy, lấy 20 trừ đi 8 này,
thì bằng 12. 12 chia cho 4 bằng 3, 3 nhân với 2 bằng 6 đấy. Tức là bạn ấy thực hiện trừ trước rồi đến chia rồi đến nhân. Đấy, thì nó sẽ bị sai thôi. Đúng không nào? Như vậy ở đây là chúng ta sẽ trả lời là bạn Nam đúng này. Đấy, bạn Nam đúng. Các bạn có kết quả khác nhau vì thứ tự thực hiện các phép tính của các bạn là khác nhau. Các bạn có kết quả khác nhau. Vì các bạn thực hiện thứ tự thực hiện các phép tính là khác nhau. Thứ tự thực hiện các phép tính các bạn làm khác nhau. Vì thứ tự thực hiện các phép tính các bạn khác nhau. Trên đây là cô vừa hướng dẫn cho các bạn, chúng ta đã đi được các bài tập của bài này là bài số 45 à. 45 ở trong quyển vừa bài tập toán lớp 3 bộ sách Cánh Diều. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông. Ủng hộ cô hãy giới thiệu bạn bè của các em vào YouTube gõ từ khóa kênh Miết Hạnh để xem thêm thật nhiều các video mới trên kênh của cô nhé. Hẹn gặp lại tất cả các em ở các video học tiếp theo.